rỉa mất. Ush, wow, thào, 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 wow, lại bự. Hi, ngày mới em và Trí xin chào hết tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Hiện tại thì hai tụi em mới vừa làm xong một cái căn lều cả nhà. Một cái căn lều trôi nổi ở trên mặt nước luôn nha. Đây, thì hôm nay hai tụi em có thu gom được gần 50 cây ống 34 cả nhà. Ống nhựa đó. Để mà dựng một cái căn lều ở trên cái bè này nha. Đây, mái lều với lại khung sườn đồ toàn là ống luôn cả nhà ơi. Ống không thôi, chỉ có nhặt thêm mấy tấm manh để mà che xung quanh cho nó bớt chói nắng nha. Hiện tại thì hai tụi em đang trôi ra khỏi bờ cả nhà. Đây, đó, đang lần lần trôi theo cái hướng kia nha.
tôi đi ra ngoài biển xa đó để mà làm một cái thử thách sống ở trên cái bè này 2 ngày nhá, để mà tự tìm kiếm thức ăn luôn cả nha. Hôm nay thì hai tụi em đi đem rất là đầy đủ luôn, một cái ba lô chứa dụng cụ hỗ trợ và củi nè, với lại nước uống và một ít tôm lưỡi câu đồ để mà mình câu cá nha cả nhà. Tụi em làm xong cái căn lều này thì mặt trời nó cũng đứng bóng luôn cả nhà ơi. Bây giờ chắc có lẽ là thời gian mà thả trôi cái bè ra xa thì tụi em sẽ nấu tạm một ít cơm và trứt lại mấy con tôm nè để mà ăn tạm cho cái buổi trưa này nha. Rồi ăn xong thì mình sẽ đi câu, đi đánh câu giăng nha cả nhà, để xem thử chiều nay có may mắn được cá gì hai anh em ăn không nha. Cuối cùng thì cái bữa ăn trưa của tụi em cũng đã làm xong rồi nè. Bây giờ em và Trí mời hết tất cả mọi người cùng dùng bữa trưa với hai tụi em nha. Bởi vì tụi em làm trại xong thì cũng quá là trễ rồi, nên trưa nay sẽ trứt ra một ít tôm mình đem theo mình làm mồi câu cá cả nha. Thì sẽ lấy tôm đó để mà ăn tạm nha. Rồi, ăn không? Mời tất cả mọi người nha. Tất cả mọi người cùng ăn với mình nha. Mọi người còn ăn tôm nha. Tôm thì hôm nay tụi em nướng giấy bạc nha. Rất là ngon nha mọi người. Cực kỳ thơm luôn. Mình ăn xong cái bữa ăn này á thì sẽ bắt đầu cho một cái hành trình đi tìm kiếm thức ăn cho buổi chiều nha cả nhà. Cái vùng biển này thì mấy hôm trước thì em cũng có đi quay ở đây thì cũng được một vài con cái mú nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Mong là hôm nay sẽ không bị đói nha. Nướng rất là ngon nha mọi người. Mát quá. Vừa ăn mà tận hưởng gió biển rồi. Lắc lư nữa nó phê. Mời tất cả mọi người cùng ăn con tôm nha.
tôm biển thì ăn cực kỳ giòn luôn cả nhà ơi. Mình tất cả mọi người. Mời cả mọi người nha. Hôm nay thì em làm một cái cần câu hai lưỡi với lại một cái vàng câu văn nha cả nhà. Cần câu này thì em sẽ ngồi tại bè em câu, còn cái câu văn thì em sẽ lội ra ở ngoài kia để mà văn nha. Rồi cả nhà ơi, em đã chuẩn bị xong một cái vàng câu để mà mình đi văn nha. Với lại có bỏ theo mấy con tôm nè. Rồi, bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi theo em văn câu ở cái biển này nha. Em sẽ bơi ra xa xa đây để mà em đánh về lại cái bè của mình nha. Nước thì cực kỳ sâu luôn cả nhà. Con đầu tiên rồi, tiếp tục.
Cuối cùng đã thẻ xong rồi cả nhà ơi. Chỉ có 5-6 lưỡi gì rồi nha. Vì em đem theo không có đủ cước. Giăng câu xong thì bây giờ lại tiếp tục mình câu cần nha cả nhà. Câu xem thử có thu hoạch được gì không nha. Sao trời whoosh. Wow, vịt luôn. Wow, vịt cao luôn. Tí, tí. Oh, oh. Đây. Nè, anh kể rồi. Một con cái mú cọp. Kể nhà ơi. Đó. Oh, cái lưỡi của trời nó hết mồi luôn này. Thì có kể rồi. Đây. Hết mồi một lưỡi nha. Còn lại một lưỡi thì dính. Khỏe quá. May quá. Đồ nó ăn xong mình nó xì nó quắn ấy. Ồ, chiều có đồ ăn rồi cả nhà ơi. Không biết là cái vàng câu văn kia có không. Lấy cái son thôi. Son bỏ vô. Bỏ vô cho nó tươi chiều nấu cho nó ngon. Đó, một con đầu tiên. Quá ngon. Yeah. Đi với mọi người. Tiếp tục thôi cả nhà ơi. Rồi, nó ăn mà nó quắn hết luôn. Tranh thủ câu được con nào được cả nhà ơi. Bây giờ có gió rồi nè. Rất là sóng luôn, xíu nữa mà nó gió mạnh là câu không được luôn á. Ăn kiếm một con hai con gì bự bự cho Trí thưởng thức nè. Nhỏ nhỏ nhiều người á, nó rỉa quá trời luôn. Ồ, sống đủ hả? Ô, uổng chứ trời. Ô, hết màu hết luôn nè. Ô,
xuất rồi cả nhà ơi. Trời ơi, mất con ké rồi. Móc mồi lại thôi. Tiếc quá. Không biết là con ké gì luôn. Nó rỉa mất. Whoosh! Wow! Thào! 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 Wow! Lại bự! Wow, con ké rồi. Ồ, rỉa cái lề hết hết màu dữ luôn này. Ồ, cái này tao con ké nãy luôn. Đây nó ăn cái lưỡi ở trên cả nhà ơi. À, lại hết hết mồi cái lưỡi dưới rồi. Wow, con cá này to nè. Quá đã. Yeah. Đã quá cả nhà ơi. Ồ, cái răng nó bén dữ. Ăn kỹ ghê luôn á. Được hai con ơi. Và wow, con này thì to hơn con trước nha cả nhà. Rồi vậy là chiều có đồ ăn rồi á, tiếp tục thôi. Nãy giờ câu cả tiếng mấy đồng hồ mà không có nữa cả nhà ơi. Nên sẽ làm hai con cá này để mà chế biến cái món ăn chiều nha. Ăn tạm đi rồi tối sẽ đi thăm câu. Thăm cái dàn câu văn kia nha. Hôm nay sẽ ăn món cá hấp hành nha cả nhà. Hấp hành thì cực kỳ thơm luôn nha. Trời ơi, đang chế biến món ăn mà trời thì nó kéo mây đen hết cả nhà ơi. Muốn làm dông luôn rồi. Tối nay mà mưa là khổ luôn á. Đây cả nhà. Thì cuối cùng tụi em cũng đã hấp chín hai con cá rồi nè. Đó.
còn bốc khói luôn. Rồi, em Gia Trí mời hết tất cả mọi người cùng dùng bữa với hai tụi em nha. Ngồi này thì bắt được bao nhiêu mình sẽ dùng tạm bấy nhiêu nha cả nhà. Hôm nay thì sẽ cuốn bánh tráng với lại cá hấp nha. Tất cả mọi người cùng ăn bánh tráng với mình nha. Rất là ngon nha mọi người. Đây. Trái còn nóng rất dai. Em cũng mời tất cả mọi người nha. Ăn phải tranh thủ ăn lẹ lẹ chứ dòng gió nó kéo tới cả nhà ơi. Cá thì cực kỳ ngọt luôn cả nhà. Ăn xong thì chờ cho nó quán sẩm á, tụi em sẽ bơi cái bè này đi lên để mà thăm nó vàng câu văn cả nha. Đúng rồi. Sẵn đó để mà mình móc mồi đồ lại luôn nha. Tạm dài cuốn bánh tráng rồi tối đi thăm câu có thử có thu hoạch gì không thì mình về mình ăn thêm. Gió mát quá cả nhà ơi. Không biết là tối nay có mưa không à. Trời làm dông như thế này thì rất là dễ mưa. Xíu nữa ăn xong hai tụi em sẽ tháo đỡ một bên bạc không ra để mà che tạm cái chỗ để tối có trú nha cả nhà. Chứ cái ống nhựa như thế này thì không có che được mưa đâu. Mời tất cả mọi người nha. Cá này nó ngọt quá cả nhà, nó ngọt mà nó thơm thơm lắm.
chào buổi sáng hết tất cả mọi người. Hồi tối cả nhà thì nó làm mưa giông rất là dữ dội, cho nên em và Trí đã phải tháo một bên bạt ra nè để mà che thành một cái mái để có ngồi trú tạm nha. Nhưng mà che lên vậy thôi chứ nó cũng ướt mình hết cả nhà ơi. Đến gần khuya thì nó mới êm lại luôn á. Không biết là cái dàn câu kia hồi đêm hôm giờ nó mưa gió quá, tụi em cũng chưa có đi thăm thử. Cho nên bây giờ em sẽ bơi ra ngoài đó nha. Đó là chỗ cái phao đó mọi người. Thì em sẽ bơi ra đó để mà em kéo câu vừa đi về lại bè nha. Xem thử có cá gì hôm giờ ăn không. Nếu có chắc cũng nó không còn sống được luôn á. Hôm gió giông dữ lắm cả nhà. Không biết có cái gì không nữa. Ô, cá. Cá cái này ơi. Cái này thôi. Trời ơi, nó chết đâu hồi hôm mà nó dập luôn rồi. Tử còn ăn được không? Ừ, còn tư nè. Rồi, may quá. Lộm. Hôm giông gió quá cả nhà ơi. Cho nên nó đập, nó dập, nó chết hết rồi à. Mọi người. Ồ, đây con nữa nè. Cái con hai luôn kìa mọi người ơi. Đục mắt luôn rồi. Để hết đây xem thử coi. Được hai con nha mọi người. Xem thử con nào dùng đũa dục. Ồ, cái gì à, cái gì à, cái gì à. Cái gì các bạn ơi. Cái gì à? Con tứ bì. Con này cũng chết hết cả nhà ơi. Ồ. Mình cũng ngát luôn. Nó ăn nó nuốt vô đó luôn rồi. Đây. Ôi bất câu luôn rồi. Ô con cái gì nè. Ô màu hồng này các bạn. Nó đập mà bùng rồi nó dính đấy. Bất câu luôn cả nhà ơi. Ô uống gì vậy? Còn hai lưỡi nữa chứ. Ô quá đã rồi cả nhà ơi. Buổi sáng này thì thu hoạch rất là khủng nha. Đây. Vậy trưa nay có ké thôi. Đó. Được 4 con. Một con cá gì nè. Với lại con ké gì đây thì cũng không biết. Giống cá đổng. Không phải. Rồi vậy là trưa nay có thức ăn rồi cả nhà ơi. Quá khỏe rồi. Đây cả nhà ơi. Hồi sáng thì đi kéo câu thì có được mấy con cá cả nhà. Thì hôm nay em sẽ nấu cháo nha. Nấu cháo cho cái buổi trưa này. À, chính rồi cả nhà ơi. Đây. Ôi nhìn đã quá. Cá mà nó béo à. Mỡ nó nổi lên luôn. Quá đã luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ sẽ nhắc xuống dùng nha. Sáng giờ chưa có cái gì vào bụng hết. Cũng khá là đói rồi.
cũng may là mấy con cá này nó chết nhưng mà nó nằm ở dưới nước đó cả nhà, nên nó vẫn còn tươi nha. Không là bỏ hết luôn rồi. Không mấy các bạn ơi. Đó, cái dìa này. Sẽ cho mắm lên luôn. Rồi, ăn đi con. Mời các bạn con chéo mình nha. Rồi, hết tất cả mọi người nha. Chéo thì đang bốc khói luôn cả nhà ơi. Wow, mấy cái này nấu cháo thơm ghê không? Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Nóng ấy mọi người ơi. Cá thì nó vẫn còn dai luôn cả nhà ơi. Nóng ăn cho nó ấm lại chứ. Tối giờ mắc mưa lạnh quá mà. Nó đã gì đâu. Làm thêm bát nữa cả nhà ơi. Ăn cá con, cá tùm lum đó. Dạ. Nó hỏng mất hai cái lưỡi kia là biết đâu còn nữa. Đưa thêm một chế mà con. Đã không? Vậy đây. Một tí thì lần đầu tiên trải nghiệm ở ngoài biển luôn á cả nhà ơi. Ở này ăn uống thấy sao? Ngon hơn trong nhà không? Dạ ngon hơn. Ở trong nhà thì nó đầy đủ hơn cả nhà, nhưng mà đa số thì em thấy đi ra ngoài biển ăn thì nó vẫn ngon hơn nha. Dạ.